Khương xin chào anh trai Giang, anh trai Hoàng Nam ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Cần Thơ. Có đặt Khương sao cạc S8 và micro AT100. Và đây là toàn bộ sản phẩm của anh, gồm có chăn kẹp, tai nghe kiểm âm, mic AT100 sao cạc và tất cả các dây nhạc ha. Đây là một cái cáp sạc cho cái cục này, để mình xách đi đâu hát cũng được, không cần phải gôi găm điện nha. Đây là cái cọng dây lấy nhạc cho cái sản phẩm này, nhưng mà mình hát Bluetooth rồi mình cũng không xài, nhưng mà sản phẩm nó đi kèm theo nhanh nha. Tiếp theo cái dây clip để em cho anh xem cận cảnh em ghim. Anh về anh thấy chữ mic A, cái lỗ 3.5 đầu tiên ha, anh găm cái mic AT100 vào. Tiếp theo cái thấy cái chữ clip là anh găm dây clip theo bộ ha, trong bộ có cọc dây clip màu đen này. Rồi anh ghim vào, anh muốn xài dây này thì anh ghim. Rồi em có tặng cho anh một cái cọc dây clip 3 màu đây. Em găm vào cái lỗ chữ handset, anh muốn xài dây nào thì cứ xài nha. Đầu màu hồng găm vào nhanh nha, nhớ là màu hồng. Màu đen găm vào điện thoại phát trực tiếp đó. Rồi tiếp tục speaker out này thì anh có thể găm tai nghe em tặng kiểm âm đó, tai nghe đó, găm vào đây. Hoặc là sau này anh hát cái loa lớn cũng được luôn nha. Nó chỉ đơn giản chứ vậy thôi. Rồi bây giờ em sẽ mở nhạc lên và ghim dây clip vào để test âm thanh cho anh. Cách chỉnh của em thì đây. Cái chế độ concert á là nó vang nhiều hơn, nhưng mà mình hát cái chế độ KTV thì nó chỉnh hơn nha. Nhớ giùm em nhấn cái chữ KTV, thích vang nhiều thì nhấn vào chữ concert nha. Còn những cái chế độ bên đây thì anh không cần quan tâm, những cái thiết bị nó thiết kế thêm cho mình đặng mình làm bên Bigo đó, tiếng cười cho em gì đó. Còn bên phần mic thì em đã chỉnh sẵn cho anh cái phần mic vàng của anh AT100 để chỉnh sẵn cho anh nè. Chép 60, chung 50, bass 60, còn anh thích bass nhiều, chép nhiều thì anh cứ chỉnh không sao, cái này chỉnh nhầm cũng không sao. Không sao hết, cứ chỉnh thoải mái vừa cái giọng của mình. Và âm lượng mic em đang chỉnh có 70 thôi nha anh nha, 70 trở lại thôi nha. Âm lượng nhạc thì anh chỉnh khoảng 8-90 tùy theo cái bass nhạc nữa. Ví dụ cái bass nhạc nào nhỏ quá thì anh tăng lên cao lên luôn nè. Cái bass nhạc bây giờ thì nó lớn quá thì mình hạ vừa thôi nha. Em hạ có 80 nhạc thôi. Đó. Rất là chi tiết cho anh. Rồi bây giờ em mở nhạc, em ghim cho clip vào nha. Mở nhạc nha anh nha. Rồi bắt đầu em găm dây clip vào, găm đầu dây clip vào nha. Găm vào nha anh. Rồi. Anh nghe nhạc lớn quá thì hạ bớt ví dụ như nha. Bài này nhạc lớn quá nè, hạ nè, em hạ nè. Hạ 80 nè. Test danh bài Vọng Gác Đêm Sương, sáng tác Mạnh Phát, hạ nữa nè. Hạ mít luôn nè, mít hút quá, hạ luôn. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe buồn chuyện tâm tình. Nửa đêm xa lành nghe âm buồn tình thương trong tim, sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài. Gác sung biên thùy, một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Hãy
xưa vui chân dầm, lìa xa ghét ngắm không hề gặp nhau. Thuở hồng cho còn buồn bu vơ, thân bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Mưa trắng len vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thở qua trong mơ. Cuốn vân hương bạn hoàn hơi sương, mưa vần chân vòng gạc đêm trường. Chẳng còn in trên gói chiếc thì còn nhiều thâm thiên và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nữa vẫn trắng, về làm trắng đây lối xưa đón mời, ước vòng nên lời bàn tay trong xem đây. Đây là cái chế độ KTV nha. Em ấn chế độ Connect nè. Đây, anh thấy cái chế độ Concert không? Concert rất là vang nhiều, reverb rất là cao luôn. Còn anh hát âm chuẩn nhất thì anh hát giọng tốt thì anh hát chữ KTV cho em. Còn nào mà mới hát chưa có gần thì cái chữ cứ ấn vào cái chữ Concert này đi. Concert cho nó nhẹ hát nữa, vang sâu. Còn hát quen rồi thì ấn chữ KTV nha. KTV thu âm rất là chuẩn luôn. Rồi một lần nữa em cảm ơn anh Hoàng Nam ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Cần Thơ rất nhiều đã ủng hộ em sao cạc S8 micro AT100. Cảm ơn rất nhiều.